Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có văn bản về việc thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024. Theo đó, các khoản thu vận động đóng góp trong các cơ sở giáo dục đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, hiệu trưởng cùng với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất quyết định kế hoạch quản lý sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng điều 10 của điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh các khoản ủng hộ của cha mẹ học sinh phải theo nguyên tắc tự nguyện công khai dân chủ. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học để hỗ trợ cho các mục chi như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường